Alo. Alo Nhiên à, ngày mai có cuộc họp lớp, cậu nhớ đi đấy nhá. Mai á? Chết rồi. Dạo này công ty nhiều việc, mình bận lắm. Việc gì đấy? Nhân viên quèn như cậu mà cũng có việc à? À không, ý của mình là nhân viên biên tập bình thường như cậu mà cũng có nhiều việc à? Mà này, cả năm mới có một cuộc họp lớp, mai nhớ đi đấy nhá. Được rồi, mình sẽ cố gắng sắp xếp công việc. Mà mình nhớ lần trước cậu nhắn tin trong nhóm bảo quên anh chủ tịch nào đúng không? Này, mai nhớ dẫn đi đấy nhá. Bọn mình ai cũng dẫn người yêu chủ tịch đi. Cậu nhớ dẫn người yêu của cậu đi để xem chủ tịch của cậu như thế nào nhá. Được rồi, được rồi. Thế nhá. Ôi giời ơi. Lần nào đi họp lớp cũng bị bọn này bắt nạt. Quần áo sang chảnh thì mình còn thuê được. Chứ người yêu chủ tịch thì kiếm đâu ra bây giờ? Ôi, đau đầu thế. Hay là không đi nữa nhở? Mà cũng không được. Không đi chúng nó xem thường cho. Ôi, làm sao bây giờ? Đau đầu thế không biết. Xin lỗi, cô làm sao không ạ? Đây, giấy đây ạ. Rồi ôi. Xin lỗi. Tôi không sao. Lần sau anh đi anh để ý nhá. Ướt hết váy của tôi rồi. Vâng, thật ngại quá. Sau tôi sẽ để ý hơn ạ. Không có gì đâu. Tôi xin phép. Anh ơi khoan đã. Có chuyện gì vậy ạ? Anh cứ lại đi ngồi. Tôi có việc muốn nhờ anh. Nhờ tôi á? Có chuyện gì vậy ạ? Anh có đang bận gì không? Tôi muốn trao đổi với anh một lát. Tôi không. Tôi cũng không bận gì cả. Sao thế ạ? Tôi biết là tôi với anh không quen biết gì cả. Nhưng mà nếu có thể, anh có thể đóng giả là bạn trai của tôi được không? Tôi sẽ trả thù lao cho anh mà. Đóng giả bạn trai á? Ừ, đúng vậy. Tôi có mấy đứa bạn cùng lớp xấu tính, lại còn hay bắt nạt tôi. Lần trước tôi có chót nói dối là có người yêu là chủ tịch để cho họ đỡ xem thường tôi. Mà ngày mai lại họp lớp rồi, tôi mà không có người yêu đi cùng thì... Tôi hiểu rồi. Ngày mai mấy giờ? Anh đồng ý giúp tôi à? Mấy giờ? 11 giờ trưa mai nhá. Tôi sẽ cho anh địa chỉ. Trông anh ăn mặc cũng khá là bảnh bao. Nhưng mà nếu đóng giả là chủ tịch thì cần phải có điện thoại này, rồi xe sang nữa. Nếu như anh không có thì anh cứ bảo tôi sẽ đi thuê cho anh. Anh biết lái xe chứ? Cái đó thì cũng không cần phải lo. Sếp tôi là chủ gara ô tô, tôi sẽ mượn giúp cô. Thế thì may quá, cảm ơn anh nhá. Ngày mai tôi sẽ thuê anh từ 10 giờ sáng đến 2 giờ chiều. Anh định lấy tôi bao nhiêu tiền? Cô định trả tôi bao tiền? Anh thông cảm. Thật ra tôi cũng... Thế này đi, tôi gửi anh 1 triệu được không? 3 ngày lương của tôi rồi đấy. Tôi đồng ý. Thật á? Cảm ơn anh nhiều lắm. Anh gọi nước đi, hôm nay tôi sẽ mời anh. Cô xin ăn bao nhiêu nhỉ? Sao rồi? Anh đã nhớ hết tất cả những gì tôi dặn chưa? Tôi nhớ rồi. Nhưng mà xin lỗi cô, hôm nay sếp tôi đã cho tôi hết xe xịn rồi, chỉ có mỗi chiếc xe này thôi. Không sao đâu, tôi thấy xe này cũng được mà, cũng chỉ để chống chế thôi. Với lại tôi cũng không có đủ tiền để thuê xe xịn quá. Lát nữa có gì anh cứ bảo là mẹ anh đi xe xịn mất rồi nhá. Nhưng như thế thì cô có sợ bạn cô chê cười không? Chê cười cái gì chứ, có ô tô vẫn còn hơn không. Không sao đâu. Đi, chúng ta đi thôi. Ai đây, ai đây? Nhiên à? Người yêu đây à? Hãy tưởng người yêu là chủ tịch hay là đại gia gì cơ mà. Sao đi cái xe quèn ấy?
Đây là người yêu tôi, anh ấy là chủ tịch. Còn xe của anh ấy thì hôm nay mẹ anh ấy đi mất rồi. Chủ tịch mà có một chiếc xe đẹp thôi à? Lại còn cả hai mẹ con thay phiên nhau dùng nữa chứ. Đúng là chủ tịch quèn. Này hai cậu, hai cậu không tôn trọng mình thì không sao cả. Thế nhưng mà dù sao đây cũng là người yêu của mình, các cậu tôn trọng anh ấy một chút đi. Không cùng đẳng cấp với bọn này, làm sao mà phải tôn trọng. Đúng là ngưu tầm ngưu, mã tầm mã, rẻ rách thì chỉ xứng đáng với rẻ rách thôi. Này cô, nãy giờ tôi nhìn hai người hơi bị nhiều đấy. Cùng là bạn bè, sao lại xem thường yêu tôi như thế? Thế mà cũng phải hỏi à? Nghèo thì bị khinh thường thôi. Chúng tôi ở đây ai cũng là giám đốc, trưởng phòng, phó phòng, chứ ai làm nhân viên quèn như cô ta. Nhân viên thì sao? Một người dùng sức lao động của mình kiếm tiền chân chính thì luôn luôn được tôn trọng. Này, đây đấy thích tôn trọng, có được không? Túi gì đây? Không có nhãn hiệu gì à? Hàng cho sinh viên à? Cậu đang làm cái gì đấy? Hai người nói, hai người là giám đốc hay trưởng phòng gì đấy đúng không? Hai người làm ở công ty nào? Đây nói sao mà biết. Đây là giám đốc công ty Quang Thành, chuyên cung cấp nội thất cho cả cái thành phố này đấy. Còn tôi là trưởng phòng kinh doanh của công ty Quang Thành. Sắp tới chúng tôi sẽ ký hợp đồng nội thất với công ty ABA, lớn nhất cái nước này đấy. À, thì ra là giám đốc và trưởng phòng của công ty Quang Thành à? Sao? Nghe danh thôi đã bùn rủn chân tay rồi à? Không cần họp lớp gì nữa đâu em ạ, chúng ta đi thôi. Bye nhá. Cút đi là tốt. Lần sau đến á, chỉ xứng đáng với sỉ nhục thế thôi. Mình đi thôi anh. Sếp cho gọi em ạ? Nhân à, em được chuyển sang bộ phận kinh doanh của công ty Vin làm nhá. Sự điều chuyển này là để cho em học hỏi nhiều hơn đấy. Ngày mai qua trực tiếp bên đó làm việc nha. Lát chị gửi số điện thoại trưởng phòng bên đó cho em. Em được sang bộ phận kinh doanh ấy ạ? Dạ vâng, em cảm ơn sếp ạ. Em chào sếp. Ký xong hợp đồng lần này, hoa hồng của chúng ta sẽ cao ngất ngưỡng. Xong thì anh mua thêm cho em mấy chiếc túi nhé. Mấy cái túi đã là gì? Anh còn tính mua cho em cả xe nữa cơ. Anh nhớ đấy nha. Chẳng nhớ đi không mà. Chào bạn Nhiên. Này, cái con này nó ở đây làm cái gì nhỉ? Này, bạn học cũ ơi, sao bạn lại ở đây? Đến để xin việc à? Xin việc á? Trình độ như nó, cái xin thế nào được vào đây mà xin? Hai cậu đừng có mà quá đáng. Mình là nhân viên ở đây, tuy chỉ là nhân viên nhỏ nhưng cũng là do nỗ lực của mình làm được. Thế anh người yêu làm chủ tịch đâu rồi? Sao lại để người yêu mình đi làm nhân viên quèn thế này? Tôi đây. Đương nhiên là người yêu tôi phải trở thành một nhân vật lớn rồi. Nhưng trước đấy cô ấy cần phải học hỏi nhiều kỹ năng. Cái thằng nhãi danh này, mày làm cái gì ở đây? Đúng là không biết tự lượng sức mình. Dạ, thưa chủ tịch, đây là giám đốc và trưởng phòng kinh doanh ở bên công ty Quang Thành qua công ty mình để ký hợp đồng về dự án nội thất ạ. Cái gì? Chủ tịch. Chủ tịch á? Sao thế? Hình như người yêu tôi có nói tôi là chủ tịch rồi mà. Hai người quên à? Cậu là chủ tịch ABA á? Đúng rồi anh ạ. Thì ra là chủ tịch Dương. Thảo nào nhìn khí chất người anh nhỉ? Đúng rồi. Chuyện hôm trước chỉ là hiểu lầm thôi. Chủ tịch đừng để ý nhá. À, mà mình ngồi để bàn hợp đồng luôn chứ nhỉ? Hợp đồng nào? Dạ, hợp đồng nội thất ạ. À, tôi nhớ rồi. Nhưng đầu tiên, cái tập giấy cô vừa vứt ấy, cô nhặt lên cho tôi. Dạ, anh nhặt luôn ạ. Nhặt đi anh. Cho em gửi ạ. Tuy là đã nhặt lên rồi, nhưng mà hai người nghĩ hai người đủ tư cách à?
Ý chủ tịch là sao ạ? Cả hai người, tôi không cần biết trình độ và học thức của hai người đến đâu, nhưng về đạo đức thì chắc chắn bằng không đấy. Ỷ mình có tí chức tí quyền, có chút tiền mà đi xem thường người khác, mà đặc biệt lại đi xem thường một cô gái là bạn học với mình. Tôi nói cho hai người biết này, Nhiên là bạn gái của tôi. Hai người ức hiếp bạn gái của tôi như vậy mà muốn tôi ký hợp đồng cho. Hai người nghĩ tôi đồng ý à? Kìa chủ tịch, tất cả chỉ là hiểu lầm thôi. Đúng rồi, tất cả chỉ là hiểu lầm thôi ạ. Nhiên, bọn mình là bạn tốt mà, đúng không? Kìa Nhiên. Alo, chủ tịch ạ. Vâng, tôi đang ký hợp đồng rồi ạ. Sao ạ? Sao lại sa thải tôi? Kìa, chủ tịch. Sao thế? Bị sa thải rồi à? Nhiên ơi, cậu nói giúp bọn mình vài câu đi. Đúng rồi đấy Nhiên ơi, bọn tớ mà không ký được hợp đồng này, bọn tớ bị sa thải mất. Nếu biết là như vậy thì ngay từ đầu đừng có coi thường người khác. Chủ tịch, chúng tôi biết, chúng tôi sai rồi. Thôi, mời hai người đi về cho. Đi thuê. Này, anh là chủ tịch thật à? Nhìn tôi không giống à?